5 giờ đi học, đi học hoài mệt quá. 5 giờ quay gì? Trời ơi, chết rồi, giờ sao? Tiền một sự lo lắng nhẹ. Em không có tiền. Học không có tiền mày. Giờ tiền đây. Đây là tiền. Ta cho em nha. Tiền đâu? Ê, sang giúp bạn tôi. Ê, biết từ từ. Hít. Rồi làm gì nhau? Hả? Có một tình huống nhẹ. Chạy lại đi ta. Bắt nó lại. Đến đây. Tặng em này. cảm ơn em. Dạ tụi bay. Ôi tụi mày ơi, hỏi cái gì chưa? Hỏi được quá.
anh đẹp trai nào hết tỉnh chuyện đó cho mình, nó được ở dưới kìa. Thôi trời ơi, tôi bay được hết rồi, chỉ có tàn nhẫn quá đây. Tài trợ tiền cho cuộc thi văn nghệ. Nhưng tôi nói trước, đây là trường thứ 5 mà con trai tôi chuyển đến vì có quá nhiều nữ sinh học hành sa sút vì độ đẹp trai của nó. Có một sự tự tin mang rỡ. Ve kêu rừng phách rộ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Có bạn nào hiểu được ý nghĩa của đoạn thơ trên hay không? Con gái lớp này có một sự mê trai thiệt là bá đạo. Ê! Bán lại cho tôi cái đồng hồ này đi. Không có đủ tiền mua đồ nhóc. Đuổi tụi nó về hết đi. Bác hôn. Anh cứ luôn che chở cho em. Ám hoài ta. Mày, tôi đã bắt được quả tang em. Thầy này, thầy. Xin mời em ra ngoài. Mày, qua đây. Tại mày mà My bị phạt. Mày hả? Mày hả? Cho mày chết. Bữa nay mày chết với tao. Mày hả? Mày hả? Anh. Tự nhiên làm gì vậy? Sao đến tay vậy? Tại nó mà em bị phạt. Thôi, anh đi đi. Em
em không sao hết trơn á. Anh đi đi, em không bị gì hết á. Mày nhớ mày nha mày. Các thầy làm ăn như vậy đó hả? Tại sao con trai tôi bị đánh? Tôi nghe nói con bé Trần Hải My là nguyên nhân của cuộc ẩu đả này, đúng không? Tôi muốn các thầy loại bỏ con Trần Hải My ngay lập tức. Thôi được rồi, mời cô ngồi, cô cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ xem xét và chúng tôi sẽ giải quyết. Ê ơi, Trung Thế Văn Nghệ bà hát bài gì vậy? Hát gì kể tôi, hỏi chi vậy? Thôi, lên hát nghe thử đi. Thôi. Thôi, lên hát nghe thử đi. Tự nhiên bắt ta hát kỳ quá à. Từ từ. Lên đi mà, lên hát thử đi trời ơi. Hey boy, hello, good morning. Mẹ vừa mới trả thù cho con xong đó. Đụng tới con trai của mẹ là không có yên đâu. Không sao đâu mẹ. Còn con bé Khởi My, mẹ đã loại nó ra khỏi cuộc thi rồi. Lắng trên hà mi, trên bờ môi và trên kỷ niệm. Mấy kia, cái bà kia, lên đi. Em Trần Khởi My đã bị loại do hạnh kiểm không tốt, gây gỗ đánh nhau với học sinh trong trường. Thầy rất tiếc, xin thầy hãy để bằng My thi. Em biết mẹ em đã gây áp lực cho nhà trường rất nhiều. Xin thầy hãy để bằng My thi. Toàn bộ trách nhiệm em sẽ tự lo, xin thầy yên tâm. Thầy đồng ý. Cố lên. Để cải thiện kết quả thi tốt nghiệp của các em một cách tốt nhất thì nhà trường sẽ tổ chức cho các em học nhóm đôi bạn đồng tiếng. Cụ thể là một bạn học giỏi sẽ kèm cho một bạn học yếu. Bây giờ thầy phân cụ thể luôn ha. Bạn Trường sẽ kèm cho bạn Hoa. Bạn Nghĩa sẽ kèm cho bạn Minh. Bạn Hào sẽ kèm cho bạn Nguyên. Còn My ai ta?
ở Khánh đi. Khánh sẽ kèm cho My. Tụi mét hay bây giờ? Ừ. Đúng nè. Tâm bậy. Đúng nè. Xin lỗi. Đáp án bài này bằng 4,50. Ngu, làm gì có phẩy 50. 1,84. Hey boy. Hello. Good morning. Sáng mai lung linh, đứng trên nghề bước, xin phi đôi má em hồng, nhẹ nhàng đôi vai em ngã khúc hát. Làm lòng buồn thay, tình ra anh đã bên thật gần. La 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 la. Ngày qua ba thời gian gần bên này em về nhà mong. Trên cao cùng em nhớ đến anh, ngàn sao cùng như chiều lấp lánh, mong có em bên anh như trên sao. Ha, chắc nhận ra em đã yêu everything. Hey, ah 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 ah, baby baby call me. Hey boy, hey boy, có biết em rất nhớ anh. Ah 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 ah, baby baby call me. Con tim em muốn nói yêu anh, mây trôi nhanh. Không có chủ nhà nha, nhào vô. Để môn bứt hết lòng cho bị ăn nha. Ý lộn bứt hết lòng châm châm. Có một sự lo sợ cho ba. Sợ quá. Chừng ngu. Nếu kỳ thi này My đậu tốt nghiệp thì Khánh sẽ mua cho My một cái đồng hồ mà My thích, hiểu không? Hứa đấy nha. Ừ, hứa. Khi tan trường ta đứng chờ nhau những gì
trôi qua đã nhiều năm rồi. Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa, lặng nhìn hàng cây đông đưa gió sân trường hiu hắt là nơi đôi ta đã gặp nhau. Yeah, trời ơi, tôi đậu rồi, trời ơi, mừng quá. Hey, Mi, trời ơi, cho coi đấy kìa. Đi đi. Thôi, phải học quá. Hey, cho qua. Đúng là hứa đó. Nha. Trời ơi, đẹp quá. Thực ra cái đồng hồ này là một cái đồng hồ cặp. Ai mà đeo đồng hồ cặp sẽ là người yêu của nhau. Hả? Ủa, sao giống nhau quá vậy? Thì nó là đồng hồ cặp. Ủa vậy là sao? Thì bây giờ bà đeo cái đồng hồ này là người yêu của tôi. Ủa chứ kỳ vậy? Kỳ hả? Vậy trả lại đây. Thì đeo. Yeah. Cáo mày không được hiếp mày nữa, nếu không tao không bỏ qua đâu. Tôi ngưỡng mộ bà quá ba ơi.
thăm mộ tôi. Chị bà có người gì đẹp trai, thích ba công tử nhà giàu, lại còn học giỏi nữa. Trời đúng ơi, bà ơi, thích ba công tử nhà giàu cái gì? Cua, dễ trở bàn tay với tôi, không là gì hết, hiểu không? Cua chỉ vui, vậy thôi. Ủa, không kỳ vậy? Vậy bà có thương người ta gì không? Thương thiệt hả? Trời ơi, bà nghĩ ra vậy bà ơi. Mấy người đó đối với tôi như một cái áo thôi. Không thích thì bỏ, không có gì cả. Thích thì tôi nhìn cho bà luôn. Thôi, tôi có lớp chữ tính cận với tôi rồi. Anh đã nghe em nói chuyện với Moon. Anh không ngờ em làm gì vậy đó. Nếu mà anh nghe rồi thì cũng vậy thôi. Thật ra câu chuyện nó là như vậy mà. Anh cãi nhau với mẹ anh về việc đi du học của anh, là để anh ở lại đây với em. Mà bây giờ em nói vậy là sao? Anh không ngờ em là người vậy đó. Thì bây giờ anh biết nó cũng đâu có muộn màng gì đâu. Anh vẫn có thể đi theo con đường của anh mà. Thank you.
trong góc sân nào lặng yên. Còn đâu cánh hoa thầm thắm rơi vào tay em cười, còn đâu những trang mơ trắng ghi đầy lời yêu thương, còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường nhỉ xưa. Chỉ còn góc sân nào lặng yên gửi cho ai hỡi nỗi nhớ hôm nào, gửi cho ai hỡi yêu thương bình yên, gửi cho ai niềm tin đã vội quên khi đã tất xa chẳng bao lâu. Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa, chỉ còn góc sân nào lặng yên. Đúng học.